bị cho thầy ngày tháng năm sinh giờ sinh chưa? Vâng, ngỡ đi ạ. Đây, đọc cho thầy nào. Tầm 16 tháng 10 năm 1987. 16 tháng 10 mấy giờ nhỉ? Khoảng 10 giờ 5 đến 10 phút gì đó. 10 giờ sáng đúng không? Và 10 giờ sáng khoảng từ 5 đến 10 Rồi. 5 hoặc là 10 phút gì đó, em Rồi không rồi rõ rồi. lắm. Rồi. Đấy là giờ Tỵ nhá. Vâng. Thì con sinh vào năm Đinh Mão, tháng Kỷ Dậu, ngày Mậu Tuất, giờ Đinh Tỵ. Tỉnh nào và tỉnh nào? À, Điện Biên à? Ồ, hôm nay Hà Nội lạnh lắm thì chắc là ở Điện Biên cũng lạnh lắm nhỉ? Đang mưa Đang mưa và lạnh đúng không? lạnh. Hà Nội hôm nay cũng lạnh. Hôm nay thầy cũng phải mặc áo ấm để ngồi xem tử vi đây. À, con làm nghề gì? Buôn bán ạ. Buôn bán à? Rồi, để xem nha. Thứ nhất là bản mệnh của con là nữ. Nữ đúng không? Mà lại cung sinh ra ở cung Thìn, mệnh con có sao Thiên Cơ, Thiên Lương, Miếu Địa. Đấy. Thế thì về về âm dương á, là con là âm dương nghịch lý, sinh ra nữ nhưng mà lại mang mệnh dương. Nhá, nên là có chút nam tính ở trong người. Tiếp nữa là bản mệnh của con là Lộ Trung Hỏa, cục là Hỏa Lục Cục. Đấy, thấy toàn thấy hỏa à. Thì là bản mệnh là chủ là Văn Khúc và thân chủ là Thiên Đồng, và về ở ngũ hành là cục hỏa bản mệnh, nên là mệnh hỏa thì tương đối nóng tính nha. Làm cái gì cũng muốn nhanh xong, vừa gọi điện cho thầy phát lại ra ốp luôn. Tiếp nữa này, thôi con sinh vào cái giờ Tỵ ấy, nên là thân cư cung chồng, chồng là có Thái Dương cự môn đấy, mà con thân con cư chồng đấy, mà lại nhớ này là triệt cung thân và triệt chồng. Ý ở đây là gì? Thứ nhất là khi mà rơi vào triệt chồng ấy, mà con mà trước 36 tuổi là dễ hai vợ chồng lục đục lắm, bởi vì hóa kỵ hóa tinh nó đóng đây ấy, cộng với sao triệt nó làm cho cuộc sống vợ chồng nó không được êm ái và rất là bức bối. Và nếu con không cương quyết, nếu con không minh mẫn thì có thể con sẽ chia tay chồng đấy nhá. Con bỏ nhau rồi. Bỏ nhau rồi à? Thầy cũng không ngạc nhiên lắm vì trong lá số này là toàn sao xấu chiếu cung chồng, nào triệt chồng này, hỏa tinh này, hóa kỵ này chiếu vào, nên là chia tay nhau là đúng rồi. Ok. Tiếp nữa con phải thấy là trong lá số này của con ấy, mặc dù mệnh con là thiên cơ thiên lương, là rất thông minh đấy, hóa khoa tại mệnh là con có rất nhiều kiến thức và biết rất nhiều đấy. Rồi cái sao thiên hình ấy, nó nằm tại mệnh ấy, nó cũng chính là một cái sao mà khiến cho mình có một cái trí tuệ biết phân chia rạch ròi đấy, về toán học cũng tương đối tốt. Rồi phục binh nằm tại mệnh ấy, là một người ra đời quá sớm và bị nhiều người giăng bẫy, rồi nhiều người lừa mình rồi, nên là cũng có những cái kinh nghiệm nhất định. Rồi sao thiên không tại mệnh ấy, nó cũng khiến cho mình có một là một cái người mà có rất nhiều các ý tưởng táo bạo, nhưng không lại được với cái sao địa kiếp nằm tại cung mệnh con ạ. Nha, mệnh con trục trặc nhất là có sao địa kiếp đấy. Sao địa kiếp là cái sao nó khiến cho cuộc đời thăng trầm vô cùng đấy. Trong tử vi nó có hai cái sao địa không và địa kiếp, nó đóng một cung nào là cái cung đấy hỏng luôn. Mà địa kiếp nó đóng tại cung Thìn này, nó là địa kiếp hãm địa, nó càng xấu. Trong tử vi ấy, người ta chia sao thành sao Mính địa là sáng nhất này, Vượng địa là nhì này, Đắc địa là ba, Bình là bình hòa, bốn là hãm địa. Thế thì những cái gì mà hãm, hát một chữ hát hãm mà không gặp tuần triệt thì xấu lắm. Thế thì con là cái sao địa kiếp của con nó hãm và nó không gặp tuần triệt gì ở đây cả, nó làm rất là xấu. Mặc dù có thiên không đóng ở đây để hóa giải bớt địa kiếp, nhưng vì con là
là cái sao địa kiếp nó đóng với cả phục binh nữa nhá, thiên hình nữa, thiên không nữa. Đây là cái chòm sao mà về mặt cá tính là rất là khắc nghiệt. Nó lại con lại tiếp tục nằm ở cung mệnh lại nghịch lý, nên nó khiến cho mình thăng trầm vô cùng, mà trước nhất là trước 36 tuổi nhá. Và con ở trong lá số này thì bỏ chồng năm bao nhiêu? Cái đây cũng 3 năm. Rồi. Quả tức là 2014, tháng 8 2014. Rồi. Thì vì cái đại vận của con ấy từ 16 trở ra nhá, đến 25 tuổi là con có sao cô thần. Đấy, cô thần quả tú. Và bản thân con cũng tự cảm nhận là mình bị âm phá đúng không? Đúng rồi. Vì con đang rơi vào đại vận 16 đến 26 là có cô thần quả tú. Con lại cưới chồng vào đúng cái cung đấy. Cưới chồng vào đúng cái cung cô thần quả tú nên là về lạnh nhạt với nhau lắm. Đúng rồi. Vì con cưới chồng vào cái đại vận đấy thì nó rất là xấu. Người ta tránh cưới chồng vào cái đại vận cô thần quả tú lắm, bởi vì vừa vào cái cung đấy là sau này dễ bị bỏ nhau. Mà năm nay con cưới thì có sao không? Sao con? Nếu mà năm cưới thì có sao không? Nói to lên tí nhá, để gần điện thoại vào. Nếu năm nay cưới thì có sao không ạ? Năm nay hả? Vâng. Bây giờ năm nay của con nhá, là nó cái sao rơi vào sao Vũ Khúc Tham Lang. Năm nay con có sao quả tú luôn. Vừa có hỷ thần vừa có quả tú nhá, vừa có tin vui về hỷ sự, nhưng vừa có quả tú là cô quả lạnh nhạt nó đóng ở tại đây. Mặc dù năm nay là Vũ Tham là năm tốt vì sáng mà, nhưng cái đại vận của con từ năm 26 đến năm 35 nó vẫn có cái sao địa không này, là một trong những cái chòm sao xấu nó đóng vào đây, thì nó vẫn cái cuộc đời của con nó vẫn đang trục trặc. Nếu như con không biết cách hóa giải cái sao quả tú trong cái năm nay đi thì lại trục trặc tiếp. Hiểu chưa? Ừ. Năm nay cung nào, cung phúc hay là cung gì ạ? Năm nay còn rơi cung con, cung tử tức. Năm nay dễ thêm, có thêm con đấy. Vẫn là có quả tú đây đúng không ạ? Hả? À, vẫn là có quả tú đây đúng không ạ? Đúng rồi, vẫn có sao quả tú đấy. Thế thì làm cách nào để hóa giải được thì mấy ạ? Để hóa giải cái sao quả tú cổ thần này là người ta phải sao quả tú cổ thần là thường là do các vong linh mà từ tiền kiếp nó đi theo mình đến kiếp này, vì một lý do nào đấy, có thể là chồng mình kiếp trước, có thể là người yêu kiếp trước, có thể là một cái người mà kiếp trước mình lừa tình họ mà họ vẫn sân hận và họ đi theo đến kiếp này, họ tiếp tục cứ bám víu vào mình làm cho tình duyên của mình nó không được thuận lợi. Hiểu không? Thầy cho em hỏi như này nhá. Cái đợt trước mà em đang sửa con bé thì em có nghĩa là cách đây khoảng năm 2011 ấy, là em kiểu như lúc mà em đang sửa thì em có một lần ngã này, sau đó em tầm nhìn cảm tưởng như của mình từng thấy một cái người đàn ông cao to, xong là mặc áo thanh, mà nhiều lúc em cứ quay lưng ra thì em không thấy đâu, nhưng mà thỉnh thoảng em nhìn thấy cơ, thì là có phải là mình bị dây âm theo không? Đúng rồi, khi mà người thường nhìn thấy người âm nhá. Khi mà người bình thường mà nhìn thấy vong ấy thì có nghĩa là mình đang bị vong nó áp vào người mình thì mình mới nhìn thấy. À, cõi âm ấy họ cao hơn mình một bậc nên là chỉ có người cõi âm mới nhìn thấy cõi âm thôi. Nên khi mà con nhìn thấy ma, con nhìn thấy bóng của người âm, có nghĩa là con đang bị âm nó xâm nhập vào người. Người âm nhìn thấy người âm. Ừ, thế ạ? Ừ. Vì không thử cách đây khoảng một thời gian rồi thì con lại không nhìn thấy nữa, khoảng một năm nay rồi con không nhìn thấy nữa. Thì có phải là họ đi rồi không hay là như nào? Bây giờ thì con dùng điện thoại gì? Để có thể riêng ạ. Bởi vì thầy sẽ mời họ lên. Con phải quay video call hoặc là vào Facebook ấy, gọi cái chế độ video ấy nhá, xong rồi chiếu cái điện thoại vào người con để ngồi khoanh chân lại để thầy mời họ lên. Nếu mà họ không lên, đúng rồi, nếu mà họ lên được thì thầy biết là vẫn còn, mà họ thầy nhìn được. Nếu mà thầy nhìn con không còn nữa thầy biết ngay mà. Không, thế thì không được, bởi vì con có một cái điện thoại có cái chế độ quay sao ấy. Con xem đã.
chứ điện thoại gì, cái điện thoại iPhone bình thường ấy, hoặc là điện thoại smartphone Samsung cũng được. Có cái điện thoại là có quay được mà. Ừ. Thầy gọi Facebook cho thầy, Facebook nó có chế độ quay video đấy nhá. Nhưng mà thầy có cho cái ở trong cái chế độ đấy không? Cái Facebook của thầy là cái gì? Facebook của thầy chính là số điện thoại của thầy luôn. À. Thôi rồi, việc đấy thầy sẽ kiểm tra cho sau nhá. Bây giờ thầy sẽ xem tiếp tử vi cho này nhá. Vâng. Thứ nhất là năm nay là năm có sao hỷ thần và tham lang gặp đào hoa thì năm dễ cưới xin, được chưa? Nhá. Chỉ còn cái phần quả tú này nữa thầy sẽ kiểm tra vào video call, thầy sẽ xử lý cho. Nếu mà có vong đi theo thì hóa giải đi thì sẽ ok, lấy được người chồng tốt. Người chồng thứ hai của con tương đối tốt, bởi vì thanh long nguyệt đức tử tế, thiên y cũng là biết cách chăm sóc con. Mỗi tội sau này sức khỏe hơi kém một chút. Ừ, sau thôi nha. Vâng. Ừ. Thì anh ấy gì vậy? Năm 77 thì có được không ạ? Bây giờ thầy nhìn không biết là năm nào, thầy chỉ cần nhìn vào lá số này thầy biết anh là ai luôn à? Không, em hỏi là nếu mà lấy người sinh năm 77 thì có được không ạ? Nếu mà lấy người sinh năm 77 là cưới trong năm nay. À, yêu năm ngoái hả? Không, yêu trong năm nay ạ. Yêu năm nay luôn à? Tháng 7 âm à? Dạ. Tháng 7 âm à? Không, cũng mới chứ ạ. Quen thì chân lâu rồi nhưng mà mới bây giờ mới yêu. Mới thì tháng 7 âm gì, cách đây 2-3 tháng gì. Vâng. Ừ, thế thì được. Được nhá. Lấy được ạ. Được. Lấy được ạ. Ừ. Bởi vì thầy nhìn trong này là tháng 7 âm của con là có đào hoa, đào hồng này gặp sao thai này. Mà năm nay là năm đẹp của con, nó lại tình duyên của con nó nở vào tháng đẹp thì không có lý do gì kết quả nó không đẹp cả. Yên tâm chưa? Vâng. Rồi. Nào, tiếp tục. Có người chồng thứ hai của con là người mà sẽ ăn nói lưu loát nhá. Ăn nói lưu loát này, trông cũng trắng trẻo đẹp trai. Hả? Ăn nói còn nói rất dễ. Đương nhiên, bởi vì người ta có sao toàn sao ăn nói tại mệnh à. Nhá. Em là thiên cơ, thiên lương chỉ là tử tế thôi. Có sao hóa khoa ở đấy là biết nhiều thứ thôi. Chứ việc hoạt ngôn thì không bằng chồng được. Em về sau này á, về tiền bạc, cung tài bạch của con sau này đẹp phết. Thiên đồng thái âm mà nằm cung tài bạch ấy thì 36 tuổi trở ra là giàu có lắm đấy nhá. Thế ạ. Ừ. Nhưng vì địa kiếp thiên không tại mệnh nên nó làm cho cuộc đời hơi thăng trầm. Thì cái thăng trầm lớn nhất của con chính là bỏ chồng rồi. Triệt thân thế bỏ chồng. Nếu mà lấy chuyện này có bị ảnh hưởng gì đến cái vấn đề là sau này sẽ có bỏ nhau nó không hay là như nào không ạ? Đầu tiên là sau một lần chồng của con là thân cư chồng, thật ra con là một người rất tử tế và luôn luôn muốn vượng, nghĩa là một người phụ nữ là vượng phu ích tử ấy, hiểu chưa? Nhưng bởi vì cái người chồng đầu tiên của con nó gặp quá nhiều các sao xấu, nào là triệt, nào là hóa kỵ, nào là hỏa tinh, nó đóng vào đấy nên là con không giữ được thôi. Chứ con là người trung thủy mà, tử tế nhá. Thân cư phu là những người rất là quan tâm đến chồng con, thích không khí gia đình. À, biết cách chăm sóc chồng, biết cách chăm sóc con là tốt. Mà con là nhiều con gái hơn con trai đấy nhá. Bởi vì cung con của con là cái sao vũ khúc tham lang là sao âm này, hai sao âm nhá, lại đóng tại cung âm thổ nữa, nên là con gái nhiều hơn con trai. Nhớ chưa? Vâng. Ừ. Đứa đầu tiên con gái hả? Vâng, đúng rồi. Gái của con sau này cũng tốt. Bởi vì sao vũ khúc tham lang đóng ở đây thì cũng là tài ba lắm đây này. Ừ. Con có một cái cung tệ nữa là cung nô bộc của con. Liêm trinh phá quân là cung rất tệ, nằm cung nô bộc. Có nghĩa là đa số bạn bè của con là không tốt với con. Chơi với ai là người đấy được lợi, còn mình thường thiệt vì liêm phá nhá. Từ xưa rồi. Đúng rồi, từ xưa rồi. Nên là trong giao thiệp con phải hết sức cẩn thận, chọn bạn mà chơi không có là liêm phá này, nó sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân mình. Nghĩa là số vì bạn mà sa ngã, vì bạn mà mất mát, vì bạn mà đau khổ đấy. Người chồng đầu tiên cũng là cung nô bộc đấy, cũng một phần là nô bộc là bạn. Triệt chồng mà lại nô bộc xấu nữa thì chắc chắn là bỏ chồng là đúng rồi nhá. Và con phải cố gắng giữ gìn người chồng của mình qua, nghĩa là mặc dù năm nay cưới nhá,
thì sang năm vẫn phải giữ gìn, bởi sang năm nó vẫn có cái cung xấu của hai vợ chồng, nó sẽ phát sinh mâu thuẫn, phải khắc khẩu nhau sang năm nhé. Riêng sang năm là phải cẩn thận. Và năm 34 tuổi cũng là năm mà vợ chồng xung khắc. Những cái xung khắc đấy nếu mà chúng ta có lý trí, chúng ta vượt qua được thì ok. Được chưa? Và con cố gắng giữ chồng con ngoài 36. Đến 36 trở ra là không lo mất chồng nữa, không lo bỏ chồng nữa. Cách đây mình phải tự giữ, còn nếu mà mình muốn hóa giải thì có được rồi. Thì có hóa giải cung chồng tốt, xấu tốt thì đầu tiên là gì, không có tiền duyên đi theo thì đấy là một cách để cho quan hệ vợ chồng tốt hơn. Khi mà có tiền duyên đi theo ấy, thì thường là các vong linh tiền duyên họ sẽ tác động vào chồng hoặc tác động vào mình, làm cho cái tình cảm nó không được sâu. Rồi đôi khi là hai cãi nhau một cách lộn xộn bởi vì các vong linh họ tác động. Thì đầu tiên là con phải có âm theo, là con phải giải âm đi này. Đấy là cách hóa giải rồi nhá. Cách hai ấy, là người ta khi hóa giải muốn cho vợ chồng mà đầm thắm với nhau hơn ấy, thì thường ấy, người ta làm một cái lễ gọi là di cung hoán số. Bản chất của việc di cung hoán số là gì? Để trả nợ nghiệp kiếp trước của mình, xem là mình nợ nần ai cái gì, mình có giết người không, mình có lừa tình cô nào không hoặc là anh nào không, rồi có nợ nần về tiền bạc ai không, thì trả hết đi rồi thì nó không bị vương vấn đến kiếp này nữa, thì rất thanh thản, sống thanh thản và tiếp tục có một cuộc sống tốt trong tương lai và không bị quá khứ họ kéo lại. Hiểu chưa? Đó thôi. Việc thứ ba là nếu có điều kiện thì gì, cúng phản độ gia tiên để giúp cho người âm, ví dụ như sao địa không đóng cung phúc đức nhà con này, kiểu gì có cụ tù ngục này, giúp cho người âm cho họ tốt, họ phù hộ tốt cho mình, thì người âm cũng là một cái sợi dây kết nối giữa hai vợ chồng được thân thiện hơn với nhau, chung thủy hơn với nhau và tốt hơn với nhau. Có gì thì các cụ can thiệp, những cái cách mà người ta làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Lễ phản độ gia tiên là một cái lễ rất là tốn kém. Vì sao? Vì lễ phản độ gia tiên là người ta phải lập đàn, đàn lễ chứ không phải là lễ. Đàn lễ thì người ta phải cúng Phật này, cúng gia tiên này, rồi phải có nhiều thầy cùng về hóa giải, nhiều thầy nhá, chứ không phải một thầy được. Rồi cái đàn tràng đấy thì phải có tượng Phật này, phải có hoa quả này, phải có vàng mã này để tiến cúng này. Rồi phải có cơm, nước, đồ chay mặn để cúng Phật, cúng Thánh, cúng gia tiên này. Đấy, thường thì cái lễ phản độ gia tiên nó rất tốn kém. Nó cứ dao động từ tầm khoảng 80 triệu đến khoảng vài trăm triệu đến hàng tỷ. Có nhà thì còn nhiều hơn nữa. Nó phụ thuộc vào kinh tế của họ. Thế thì cắt cái khoảng cô thần quả tú thì có hết nhiều không thầy? Thì đấy, con cứ cắt cô thần quả tú thì nó đã thanh thông lắm rồi. Vì cô thần quả tú là cái nguyên nhân nó khiến cho mình cô quả, cô quạnh, và ít thích, không thích giao thiệp với người khác, lạnh lùng, đôi khi hay thích một mình. Bởi vì cái linh hồn kia nó vẫn tác động vào mình, nó làm cho mình không có ý chí thích yêu đương gì hết, không có hứng thú với cuộc đời. Gần như là thế, thầy nói gần như là đúng thế đấy. Em gần như này, em ít khi ra do kiểu bên ngoài hơn. Tất nhiên mình tưởng như mình bị cái gì ấy, nó khó hiểu lắm. Nhiều lúc thì nó thích ra ngoài chơi, nhiều lúc thì chẳng thích ra ngoài chơi đi nào cả. Rồi. Sau đây thì kiếm cái máy điện thoại nào mà quay video được nhá, để thầy mời xem cái vong linh đi theo con, thầy sẽ mời họ lên để thầy nói chuyện với họ, xem họ cần cái gì, muốn cái gì thì mình cúng cho họ để họ siêu thoát. Thôi siêu thoát cho họ thì họ sẽ không theo con nữa. Thì riêng cái làm xong việc đấy con mới thấy nó đã yêu đời hơn rồi. Nhá, thôi cứ yên tâm đi, cuộc sống của con từ 36 trở ra nó không còn không kiếp nữa thì sẽ rất ổn nhá. Và năm cái hạn nữa này là năm 56 tuổi là tai nạn liêm trinh phá quân nhá, hơi trục trặc một chút pháp luật hoặc là bị tai nạn ảnh hưởng đến mất người mất của. Năm 56 tuổi nhớ chưa? Rồi cái phần tiền sạc của con ấy, thì xem mà con có mua đất cát được dễ dàng không hay là thế nào? Ui giời, điền trạch của con sau này đẹp lắm, nhà con đẹp lung linh luôn. Con muốn buôn bán đất thì có được không
số của con thì hóa lộc và lộc tồn người ta xem ở đâu thì người ta sẽ kinh doanh ở đấy. Thứ nhất nhá, là cái sao hóa lộc của con nó nằm ở cung tài bạch, được chưa? Hóa quyền của con nó nằm cung tài bạch, thì cái việc kiếm tiền của con ấy là dựa, và có đào hồng đóng cung tài bạch nữa, là dựa cái việc kiếm tiền của con sau này dựa vào người chồng số 2 ấy là nhiều. Ừ, hợp với họ đấy, thì họ làm nghề gì thì mình làm nghề đấy. Đấy là việc thứ nhất. Việc nữa là con là có tứ linh chiếu và có thiên tài ở cung điền trạch, và có tứ linh nằm cung điền trạch. Đấy, điền cung điền trạch của con cũng rất đẹp, nên là con và lộc tồn, những sao lộc tồn nó cũng nhị hợp với cung điền trạch của con, nên con cũng là người có khả năng buôn bán tốt với đất cát. Cộng với hóa khoa nằm tại mệnh là một người có hiểu biết, có học thức, nên cũng sẽ là người kinh doanh đất tốt, là người phải có, trí tuệ đấy nhá. Bởi vì kinh doanh về đất cát, điền sản là nó liên quan rất nhiều đến pháp luật, nào là đầu tư, rồi là quy hoạch thế nào, rồi chuyển nhượng ra sao, thế nào là mua được, thì nó cần phải kiến thức. Thì con là một người hóa khoa tại mệnh và rất thông minh, thiên cơ thay thiên lương miếu địa mà, thì con sẽ học được cái việc đấy thôi. Rồi thêm cái sao quan phù là có quan quan chức giúp đỡ ấy, nó nằm ở cung điền trạch của con nữa này. Thì rồi cái sao kình dương, lịch sử kình dương là cái số buôn bán lớn nằm cung điền trạch nữa, thì con sẽ là người nếu mà định buôn bán đất ấy, thì phải làm lớn thì sẽ thành công. Thì làm lớn ạ? Đúng rồi, làm nhỏ lẻ thì không thành công đâu. Đúng rồi, vì sao Vũ Tham đồng hành này là miếu địa nó chiếu ở đấy, là cái sao làm lớn, định làm thì chuyên chú vào và làm rất bài bản, rất lớn thì con sẽ thành công nhá. Sao bậc này con kinh doanh quyền quan trọng thì ấy không chả bán được cái gì. Ừ. Hay là không hợp với ngành nghề này thì. Con đang kinh doanh cái gì? Quán cà phê. Hả? À, bên quán cà phê ạ. À, muốn kinh doanh được quán cà phê thì người ta phải có cái sao kinh doanh nhà hàng. Nó gọi là sao thiên chủ. Đấy, sao thiên chủ. Đúng rồi, thì thầy xem nào. Sao thiên chủ của con nó đóng vào, nó đóng vào cung phụ mẫu rồi, không chiếu gì vào mệnh con cả. Không chiếu thần, không chiếu mệnh, nên là con là người không có khả năng kinh doanh nhà hàng, khách sạn, à, nhà hàng ăn uống. Cái chủ yếu của con là gì ạ? Con có khả năng kinh doanh, một là những thứ liên quan đến giáo dục. Hai, đúng rồi. Hai là những thứ liên quan đến tiền bạc, tài chính ấy. À, cho vay mãi là gì ạ? Ví dụ như là đá quý, ví dụ đá này, đồ phong vật phẩm phong thủy này, kim khí này. Đấy, rồi những thứ về làm đẹp nó sẽ phù hợp với việc kiếm tiền của con. Ngoài ra thì con có thể là làm về bất động sản như thầy nói, nhưng phải làm lớn, phải dựa trên một vai một ai đấy, một người khổng lồ nào đấy và kinh doanh cho tốt. Và con có số hợp tác với đào hồng này này, hợp tác với đàn ông, hợp tác với chồng số 2 để kinh doanh phù hợp tốt nhất. Vâng. Anh nói giỏi đúng không? Thế để em mà Facebook mà em lại cũng biết cái hình ảnh mà muốn quay ở video này thế nào. Rồi nghiên cứu tiếp đi nhá. Thầy sẽ làm cái video này thì gửi cho nhá. Và kiếm cái điện thoại nào có cái quay video call đi, xong rồi ngồi thiền thầy sẽ mời vong linh lên. Nếu có vong thầy sẽ nhìn được và biết. Đây em đang quay nhưng mà thì em quay được rồi này, thầy gửi cho nó. Thầy tốt nhất là chuyển sang video khác đi nhá. Vì cái này không nên quay lên mạng internet. Thầy sẽ quay riêng cho. Thế thầy cho em hỏi là cái công tử túc của em ấy thì sau này có hai đứa con ấy thì học hành có khá hơn hay là như thế nào? Công con của em trong lá số này về cơ bản là đẹp, nhưng mà vì quả tú đóng đây nên cũng có đứa em bỏ thai mất sớm này. Vâng, có một đứa. Đúng rồi. Với cái đứa đấy thì nên cầu siêu cho đứa đấy nhá. Tốt nhất là em nên chụp ảnh của mình hoặc là quay video thầy sẽ nhìn. Thầy nhìn là thầy đã thấy có ai đi theo không, bé còn theo mẹ hay không. Tại vì là em cũng
ở năm ngoái ấy, năm ngoái là em cũng làm cái lễ như thời chùa Bảo đấy. Rồi nhưng mà không biết được chương trình thế nào, bởi vì em thấy bản thân em mình cũng là chả thích kia ra ngoài cuộc sống ra ngoài ấy. Không tiếp xúc với nhiều người ấy. Thế nên em cũng chẳng biết là mình đang bị cái gì nữa, bản thân mình là bị chuyến âm hay là cái gì nữa thì em cũng không hiểu. Rồi. Thôi rồi, kết thúc video này nhá, chuẩn bị đi thầy, lát nữa thầy sẽ gọi sang video call cho thầy sẽ kiểm tra nhá. Nếu có thầy sẽ mời họ lên và thầy sẽ kiểm tra, nếu có thì giải nó đi là xong. Yên tâm nhá. Thế thì mà vâng, tí nữa em gọi hay là lúc nào gọi được ấy? Bây giờ phải search cái Facebook của thầy đi đã. Facebook của thầy chính là số điện thoại này, add vào xong gọi video call sang đây nhá. Ừ. Rồi. Vâng. Xin chào nhá. Vâng.